Xin chào mừng các bạn đã đến với TechMag. Như tiêu đề trong video này thì TechMag sẽ tổng hợp đến các bạn 5 mẫu điện thoại được đánh giá là bơm xịt trong nửa đầu năm 2018. Đầu tiên đó là HTC U12 Plus. Với doanh số chỉ vài trăm nghìn máy bán ra sau hơn một tháng thì rõ ràng không quá bất ngờ khi mà chiếc flagship đầu năm nay của HTC, chiếc U12 Plus đã chính thức trở thành một quả bom xịt. Nguyên nhân thất bại của chiếc điện thoại này thì có khá là nhiều, từ chiến lược quảng bá cực kỳ keo kiệt, có lẽ là do HTC đã hết tiền, hay là cho đến những đánh giá không mấy khả quan của giới chuyên gia về chiếc điện thoại này. Và thậm chí thì đây còn là chiếc flagship HTC bị đánh giá là thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Tất cả cũng chỉ vì trải nghiệm sử dụng tệ hại mà mẫu máy này mang lại, như là hệ thống nút vật lý đã bị loại bỏ và chuyển sang cơ chế cảm ứng rung phản hồi rất là khó dùng, trải nghiệm phần mềm thì ngập rác và không xứng đáng với một chiếc điện thoại có mức giá lên tới là 800 USD. Những sai lầm chết người trên đã nhanh chóng nhấn chìm hết các điểm mạnh về camera hay là thiết kế của sản phẩm. Thứ hai đó là LG G7 ThinQ. LG từng được biết đến với tư cách là một hãng di động rất sáng tạo, nhưng mà chiếc G7 ThinQ đã đạp đổ tất cả những ấn tượng tốt đó của người dùng. Ngay từ khi ra mắt thì mẫu điện thoại này đã liên tiếp nhận được những đánh giá đầy thất vọng từ giới chuyên gia, với những cụm từ như là nhạt nhẽo hay là mất chất, hay thậm chí là kém sáng tạo nhất từ trước đến nay của LG. Tất cả cũng chỉ vì cái tai thỏ tội đồ mà chiếc G7 mang đến. Bên cạnh đó thì thất bại của G7 còn nằm ở việc là thời gian ra mắt quá muộn, tới tận tháng 5 khi mà người dùng đã sở hữu những chiếc điện thoại Android cao cấp nhất trước đó, nên khả năng cạnh tranh của G7 trên thị trường gần như là bằng không. Thứ ba đó là LG V30S ThinQ. Đây không hẳn là một mẫu điện thoại chiến lược của LG trong đầu năm nay, mà chỉ có thể coi như là một mẫu máy chống cháy để giúp công ty câu giờ trước khi mà chiếc G7 được ra mắt. Là sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu ThinQ nhằm quảng bá mạnh vào các tính năng AI, nhưng mà thực tế các tính năng này bị đánh giá là không thiết thực cho lắm. Bên cạnh đó, mức giá quá cao đến mức vô lý đi cùng với những chính sách quảng cáo cho có của sản phẩm này khi ra mắt cũng là nguyên nhân chính tạo nên thất bại của chiếc điện thoại này. Thứ tư đó là Sony Xperia XA2 Ultra. Đây là chiếc điện thoại cận cao cấp của Sony tung ra đầu năm nay, bên cạnh mẫu XA2 tiêu chuẩn. Dòng XA mới tiếp tục giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế là Loop Surface thừa hưởng từ dòng XZ cao cấp, nhưng mà đã thay đổi một chút về cảm giác trải nghiệm để thân thiện hơn. Tuy nhiên, dòng XA Ultra trong 2 năm nay luôn bị đặt dấu hỏi về khả năng thành công. Lý do chính không phải là những chiếc điện thoại này tệ, mà là ở chiến lược sản phẩm có vấn đề của Sony. Trong năm ngoái thì chiếc XA1 Ultra đã mất hút sau vài tháng chỉ vì chiếc XA1 Plus ra mắt với khá thứ đáng giá, nhưng mà giá thành thì lại rẻ hơn hẳn. Và lịch sử lại lặp lại khi mà năm nay Sony tiếp tục tung ra mẫu máy đó là XA2 Plus với nhiều đặc điểm thậm chí còn đáng giá hơn cả XA2 Ultra, nên mà tương lai đen tối của chiếc phablet tầm trung này rất là dễ xảy ra. Và thứ năm cũng là sản phẩm cuối cùng, đó là Nokia 8 Sirocco. Nokia đã ra mắt chiếc flagship Nokia 8 Sirocco vào đầu năm nay. Thiết bị nổi bật với màn hình cong ấn tượng, tỷ lệ 16:9 thuộc hàng độc trên thị trường cùng với khả năng chế tác cao cấp đã giúp cho chiếc Nokia 8 Sirocco trở thành một trong những chiếc điện thoại đẹp nhất kể từ đầu năm nay. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của sản phẩm đó chính là sử dụng con chip Snapdragon 835 đã 1 năm tuổi. Tuy vẫn có hiệu năng rất là mạnh mẽ nhưng mà lại làm cho người dùng có cảm giác là đã lỗi thời và có vẻ là không cùng sân chơi với các flagship khác trên thị trường. Bên cạnh đó, với mức giá đề xuất lên tới 900 USD thì rõ ràng là Nokia muốn bán danh tiếng hơn là muốn chiếc điện thoại này thành công về mặt doanh số. Nên có thể nói là chiếc Nokia 8 Sirocco là một quả bom xịt có chủ ý. Và vừa rồi là tổng hợp nhanh của TechMag về 5 mẫu điện thoại được cho là bom xịt trong nửa đầu tiên của năm 2018. Còn các bạn khán giả của TechMag, các bạn cảm thấy 5 mẫu điện thoại này như thế nào? Cũng như là các bạn có cho rằng có một chiếc điện thoại nào khác cũng là một quả bom xịt thì các bạn hãy để lại ở phần bình luận bên dưới để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác trên TechMag.